ông bá hộ Tôn Giá Bút Tá, Tôn Giá Xú Phá Tôn Giá Bút Tá, khi chết đó ông sanh làm con chó trong nhà để ông giữ mấy cặp vàng ở cái gầm giường. Con chó nó lúc nào nó cũng nằm ở dưới gầm giường đó. Cái giường của ổng nằm hồi xưa. Một hôm Đức Phật đi bát ngang, nó chạy ra nó sủa. Đức Phật bảo là vô về do an ổn tâm tư tu hành đi để giải thoát đi, đừng có bình định nữa. Chó nó nghe nó hiểu, nó nhớ tiền kiếp liền. Tiền kiếp mình là chủ căn nhà này, là bá hộ, là đại gia căn nhà này, nhưng mà chết vì tiếc mấy cái cặp vàng chôn ở gầm giường, chưa báo cho ai, chưa báo cho con, cho mấy đứa con, và cũng chưa xử lý cái tiền cái vàng này mà chết đi, thành con chó trong nhà để giữ. Ngày hôm sau Đức Phật đi bát ngang đó, gần chùa Kỳ Viên mà Đức Phật đi bát, thì ông con á mới chạy ra chặn Đức Phật lại. Ông nói cái gì mà cho con tôi, con chó của tôi nó